cho ra cốc để thưởng thức. Đúng phải nói rằng ngọt thanh mát, thơm lắm các bạn ạ. Ăn rất dễ chịu. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món nha đam đường phèn. Cái món này về mùa hè thì các bạn chịu khó làm, bớt chút thời gian để các bạn làm cái món nha đam đường phèn này. Nó vừa thanh và vừa mát, vừa bổ, vừa đẹp da. Nhất là các bạn gái trẻ cần lên làm nhiều cái món này để ăn thường xuyên trong mùa hè. Phải nói là da các bạn sẽ đẹp như da em bé đấy các bạn ạ. Là món này thì tôi giới thiệu với các bạn, đây là nha đam và đường trắng và đường phèn và có một chút muối tinh. Khi ta làm cái món nha đam này ta phải ngâm vào trong nước, ta cho một chút muối để cho nó hết đắng các bạn nhé. Còn cái lá dứa này khi là ta nấu lên thì ta sẽ cho vào để tạo cho cái mùi thơm. Mua cái nha đam này thì các bạn hãy nhớ đây là màu xanh đậm thì nó dày cái cùi. Các bạn hãy chọn nó già một chút thì nó sẽ xanh, màu xanh và nó dày. Ăn nó có cái vị mát mà thanh mà rất là phải nói đẹp da đấy các bạn. Đây tôi sẽ cắt ra từng đoạn một. Đó, cắt ra từng đoạn một xong phải bóc cái lá đi. Bóc cái vỏ bên ngoài. Sau đó các bạn lên thái hạt lựu. Các bạn bỏ cái diêm mà vỏ của nó ra nhá. Đấy, ta lấy cái ruột của nó. Đấy, các bạn trông nó vừa trong, nó như thạch vậy này. Đấy, trắng phau, xanh xanh. Để tôi cho vào trong bát đã. Các bạn hãy nhớ là phải ta phải lọc cái vỏ nó đi. Đây tôi làm gần xong rồi, còn một miếng này nữa là xong rồi đây. Thì cái này nó trơn các bạn cắt nó phải hợp lý nha. Nó hơi cong cong nên các bạn làm nó phải cẩn thận. Các bạn mà làm mà để mà lấy thẳng thì nó gần hết cái ruột mà. Cho nên là các bạn thái theo cái chiều cong của nó để tách cái vỏ nó ra. Làm nó có hơi lâu một chút, thế nhưng mà là tạm được. Đây. Đấy các bạn lau cái thớt cho nó đỡ trơn. Lau nó đi thì thái các bạn nó dễ thái hơn. Đây là bát nước. Đấy, các bạn sẽ thái theo hạt lựu. Đây tôi cho vào nước này một chút muối để ngâm cho nó ra cái nhựa đắng đi nhá. Các bạn lọc bỏ cái vỏ đi cho nó kỹ rồi nhá. Sau đó ta mới thái được. Ta thái hạt lựu. Đây các bạn nhớ là phải rửa sạch đi nhá. Tôi phải rửa sạch nó đi vì nó rất là nhớt. Vì trong này tôi cũng đã cho muối vào đây rồi, nhưng phải cho một lần nữa các bạn. Đây, bây giờ tôi lấy cái giá ra để tôi đổ vào giá. Đây các bạn ơi, tôi đã rửa sạch rồi. Bây giờ tôi sẽ cho vào đây để ngâm một chút muối. Đây, tôi sẽ cho muối vào đây các bạn ơi. Đấy. Tôi đảo thật đều. Các bạn nhớ là phải rửa cho nó hết nhớt đi. Đấy, tôi mới cho sấp sấp nước để ngâm vào trong vòng 15 phút các bạn.
Được rồi. Để các bạn phải sóc cho nó khô hết nước đi. Thế là các bạn ngâm vào mấy đường. Đây là tôi làm cái chỗ này là tương đương với 1 cân cái nha đam đấy. Thì các bạn lại cho 100g đường. Bây giờ tôi đã để ráo hết rồi. Thì bây giờ tôi cho ra cái bát. Bây giờ tôi sẽ cho đường vào đây để tôi ngâm vào mấy đường. Đây các bạn cho đường vào đây, các bạn đảo đều. Đấy, ngâm 30 phút để cho đường ngấm hết vào các cái miếng nha đam này. Đấy, tôi để tôi ngâm các bạn nhé. Tôi gióm lửa vào đây rồi, xong rồi tôi đổ vào đây là 1 lít nước nhé. Đấy, tôi đổ vào đây 1 lít nước. À, xong tôi cho đường phèn vào đun cho nó sôi thì tôi mới cho nha đam vào. Đấy nhá, tôi sẽ cho 200g đường phèn vào để tôi đun cho nó sôi và đường phèn cho nó tan ra. Và các bạn nhớ là cho lấy mấy cái na dứa nhá. Đấy, để lấy hương vị thơm của na dứa. Đây sôi rồi đây các bạn ơi. Tôi khoắng và tôi đảo lên cho nó thật đều và lá dứa này tôi sẽ vớt ra nhá. Đấy, như thế là cái nước lá dứa này đã có mùi vị rất là thơm rồi. Tôi cho nha đam vào. Đây các bạn nhớ là ta lấy môi lỗ. Đấy, ta làm sao lắc lắc nó đi. Đấy, ta chỉ lấy nha đam cho vào thôi. Đây các bạn ơi, đấy ta đun sôi xong là ta sẽ mang ra thưởng thức nha. Các bạn nhớ là khi ta cho nha đam vào là ta không thể nào lấy cây nước đường để vào được. Thì ta chỉ lấy toàn bộ cái nha đam vào để ta nấu mấy cái đường phèn. Như vậy thì nó mới nó ngọt mà nó thanh nó mát. Đây các bạn đun sôi lên cái là tất cả nha đam này nó sẽ lồi lên. Như thế là ta sẽ mang ra để dùng được rồi. Đây sôi rồi các bạn ơi. Đấy mà nha đam nó đã lồi hết đến rồi. Như vậy là ta đã đun xong. Bây giờ tôi sẽ tắt bếp để cho nó nguội. Thì xong tôi sẽ múc ra cốc để tôi thưởng thức nha. À, các bạn ơi, tôi đã để nguội, tôi đã múc ra bát rồi này. Đây, tôi sẽ cho ra cốc để thưởng thức. Và tôi sẽ cho đá luôn cả một cốc này nha các bạn nha. Tôi đã múc đầy cốc rồi. Bây giờ tôi đi thưởng thức, tôi phải lấy thìa nha các bạn nha. Các bạn ơi, tôi đã múc ra cốc đây rồi. Và tôi khoáng lên để cho đá nó tan, để cho nó có một cái độ mát nha. Bạn nào ăn nhiều đá thì cho nhiều đá. Còn tôi dùng vừa đá thôi, cho nên là tôi không cho nhiều đá vào đây. Như vậy là các bạn đã nhìn thấy một cái cốc rất là hấp dẫn. Đúng phải nói rằng ngọt thanh mát, thơm lắm các bạn ạ. Ăn rất dễ chịu. Nha đam có độ giòn giòn, vừa mềm lại vừa giòn, hương vị rất là thơm các bạn, ngọt thanh, rất dễ chịu mà mát, rất là sướng các bạn. Mùa hè mà các bạn được một cốc này thưởng thức thì phải nói rằng là rất là thú vị. Cái nha đam này nó có nhiều tác dụng lắm các bạn. Ta vừa đắp da mặt để cho nó đẹp, nó mát, và nó còn có cả tác dụng như ta nấu chè hôm nay.
Các bạn thấy là tôi đun nấu, tôi để nguội. Mà người thấy phải nói rằng cái mùa này mà đun nấu bằng củi như thế này ấy, thì các bạn mới thấy không? Nóng, oi bức, khó chịu, phải công nhận. Nhưng để nguội một cái cốc nha đam như thế này thì phải nói thật với các bạn, người tôi thấy coi như thế là dễ chịu hẳn. Các bạn hãy nhớ là khi ta làm, thời gian làm nó cũng không có gì là lâu, không mất nhiều thời gian. Các bạn hãy làm cho gia đình để thưởng thức một cốc nha đam này thì phải nói tuyệt vời các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn có những cái yêu cầu gì về cá nhân của các bạn thì các bạn cứ để lại ở dưới phần bình luận, tôi sẽ thực hiện theo cái ý nguyện của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn luôn mạnh khỏe, tươi trẻ và khỏe mạnh, hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.